Đúng ra cậu nên tiễn Thuần xuống nhà. Đồng ý cho đi là tốt rồi. Mình không muốn cho đi, nhưng mà quấy quá cứng đầu. Được vài bữa không bỏ ngang, mình xin cấm đầu xuống đất. Chuyện riêng các bạn mình không can thiệp, nhưng việc chồng nhậu nhẹt, uống quá chén rồi nói lung tung làm mất lòng bè bạn, cậu nên rút kinh nghiệm. Sơn cứ thất nghiệp, rơi vào cảnh bị cô lập, rồi sẽ thấy mình chưa nghiện ma tí là còn may đó. Bạn bè cắt máu ăn thề, chơi với nhau từ hồi học lớp 10. Hỏi ông bà già mình chưa bỏ nhau, nhà mình lúc nào cũng như nhà của cả nhóm. Vậy mà mình vừa thất thế, tụi nó đã quay ngoắt 180 độ. Uống đi. Mình thù nhất là con Thư, tiếp đến là con Nương. Trọng không nên nói vậy. Không có Thư, Trọng đâu có đám cưới linh đình và chú ở này đâu. Mình thề với Sơn, sống đều bụng chết mang theo, trước sau mình cũng sẽ trả hết những món nửa nợ nửa tình này. Đời mình chỉ có một sai lầm duy nhất á, là mãi miết giữ mình trong sáng để tôn thờ tình yêu, nên không sớm thực tế một cách đáng sợ như bạn bè. Thư Khoa dễ dãi từ bỏ cơ hội trở thành một tiến sĩ khoa học, để ở nhà lượm đô la của công ty liên doanh, trì 4 năm đại học để về làm anh thợ sửa máy vi tính. Còn kỹ sư Nương rất hài lòng với chuyện làm thuê cho Tri. Sơn thì bỏ trường luật. Rốt cuộc những kẻ thiếu thực tế như mình và Thuần phải đi chạy chợ cũng phải thôi. Nếu Trọng nhìn bạn bè như vậy, chúng mình không còn gì để tranh luận nữa. Trọng đó quên Thư về chợ suốt năm đại học, còn Tri từ hồi lớp 12 đã sửa máy vi tính để đỡ với xin tiền ông bà già sao? Nhà mình mới 3 năm nay, từ khi cây kiện có giá mới khá giả. Chứ trước đó, để có tiền nhà, tiền học, mình phải đi biểu diễn võ thuật, phải làm các ca đơ. Một ngày chỉ xảy một chút là tàn tật suốt đời, hoặc mất mạng. Chủ nghĩa thực dụng luôn là con dao hai lưỡi. Để dùng cách ngụy biện như Sơn cũng xui, mà giải thích như mình cũng đúng. Chỉ có điều, bây giờ không phải như hồi xưa. Các bạn đâu là mấy đứa sinh viên làm thêm để khắc phục sự túng thiếu, mà đang có hẳn ý thức lượm tiền cho chặt túi, tới mức nhẫn tâm với bạn bè. Anh Sơn, xe tới rồi. Mình và Trọng sẽ còn tranh luận tiếp. Mình đi nha. Sơn để xe cho mình đi được không? Mình quên mất. Bye nghe. Thưa, đây là báo cáo về việc kiểm tra các địa điểm xin làm đại lý của công ty. Cảm ơn. 62 điểm xin đăng ký cô chỉ chấp nhận có 35. Liệu có khắt khe quá không? Thưa, tổ kiểm tra đã xuống từng địa điểm. Có nơi mặt bằng tốt nhưng tập trung quá dày vào một khu vực. Có nơi mặt bằng quá sập xệ. Có nơi chủ nhân không thể là người chí thú trong việc buôn bán. Có nơi muốn mượn tên Savina để bán những mặt hàng của những hãng kém uy tín hơn. Cô lần quên quan điểm của công ty là càng mở rộng mạng lưới tiêu thụ càng tốt. Tôi hiểu. Nhưng theo tôi, một mạng lưới hợp lý và bộ mặt của đại lý luôn là nền móng tốt của việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Tôi tán thành. Đây là tiền thưởng của cô trong tháng này. Thưa, tôi không rõ tại sao trong phòng có người được thưởng, có người không, dù họ cũng làm tốt. Vấn đề ở đây là cô có thấy mình xứng đáng được khen thưởng hay không. Còn chuyện của người khác là chuyện của ông chủ. Tôi cũng không biết và cũng không có thói quen thắc mắc. Cô ký vô đi. Thư ra chị em. Dạ chưa. Ông Lưu, ông cho cô Thư đi dự lễ tài trợ giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. Chúng tôi cũng làm việc xong rồi. Đến đó cô nhớ những việc tôi giao. Dạ. Ông Lưu giao cho Thư việc gì vậy? Làm quen với mấy ông lớn tới dự lễ. Một trong những chuyện mình ghét nhất ở các công ty nước ngoài là trò mỹ nhân kế. Họ sử dụng tối đa nhan sắc phụ nữ trong đối ngoại. Khoa không trải qua những ngày lăn lộn chạy tiếp thị như tụi mình nên Khoa dị ứng. Chứ mình thấy chuyện đó là bình thường. Tại sao lại phủ nhận lợi thế sắc đẹp và duyên dáng của người phụ nữ? Điều quan trọng là ranh giới của nó. Còn nhớ được để sơ súc nha. Dạ.
Thời gian vừa qua cháu làm việc tốt đó. Ông Trần đánh giá cháu rất cao. Nhưng bác hỏi thiệt, cháu đã thật sự nhập cuộc chưa? Về công việc được giao, cháu tin mình đã nhập cuộc được. Nhưng có một số thứ cháu rất khó hiểu. Thí dụ? Cháu rất khó làm quen với những khoản tiền thưởng không hề được giải thích, cũng như những trường hợp người khác dù làm tốt như cháu lại không được tiền thưởng và cũng không hề được giải thích. Con đã nói với Thư rồi, công ty nước ngoài không có chuyện dân chủ và bình quân trong cơ chế thưởng phạt. Không phải chuyện gì chủ cũng phải giải thích với người làm thuê. Ai thấy bất công, người đó cứ việc thắc mắc. Còn thấy không xứng đáng mà vẫn được thưởng, cứ việc trả lại. Bao nhiêu năm quen với việc muốn thưởng ai thì phải họp bình bầu mấy tầng mấy cấp, muốn phạt ai thì phải họp hội đồng kỷ luật, rồi tham khảo chi bộ, đảng bộ, công đoàn. Nên hồi đầu làm việc trong liên doanh, bác cũng bất ý như cháu về lối thưởng ai nấy biết. Bây giờ bác tán thành cách thức này, tuy nó có mang màu sắc chủ quan, nhưng nó có tác dụng tích cực ở chỗ người được thưởng hay không đều có ý thức thi đua với công việc, không thi đua với nhau. Thưa, tại sao? Thời kỳ lấy năng suất là chính, thi đua với nhau là tốt. Còn qua thời kỳ lấy hiệu suất là chính thì phải căn cứ vào chất lượng công việc, tức là cái đầu của người lao động. Máy móc sản xuất đã hiện đại quá tối đa thì có ai mang hai chiếc máy ra mà xét khen thưởng? Hai công nhân thi đua thì được, nhưng hai trí thức thi đua được không? Thí dụ như cháu và Khoa thi đua được không? Cháu hiểu điều đó. Song nếu như mình nhận thưởng mà không biết mình được thưởng về chuyện gì, liệu có dẫn tới một sự mất cân bằng về tâm lý và pháp lý? Cháu lại tư duy theo kiểu tinh thần làm chủ rồi. Việc đó để ông Trần, chủ tịch hội đồng quản trị lo. Savina ở Việt Nam chỉ chiếm không tới 1% tổng vốn công ty mẹ ở Mỹ. Nếu như họ có thưởng lầm cho bác, cháu, Khoa $1,000,000 thì chỉ như mất một chiếc lông trên mình con voi thôi. Hôn nè, theo xe tới 3 trường Quả Mỹ Bình Thạnh. Kiên, 4 trường Hoa Mai ở Gò Vấp. Kiên đâu? Có tôi. Còn em, 3 xe đi cách trường Hoa Lan ở quận Nhất. Dạ. Chị Thuần. Chị đi cùng với Hường để nó kèm. Em ưu tiên cho chị những địa chỉ gần đây để chị tiện quay vòng. Nhớ ngày đầu chủ yếu là thuộc đường, thuộc khách là chính. Hà đâu? Dạ. Em kêu Hường đi kèm với chị Thuần giúp giải quen việc. Còn nhóm của Hà qua cách trường Sơn Cao quận 4 nghe. Dạ. Con người của anh coi như đã hết thuốc chữa rồi. Mới ra trường có 1 năm mà đã thuyền chuyển đến 11 đơn vị rồi. Chị bỏ hàng ở đây đi, nhớ tươi cười cho đúng bài tiếp thị nha. Bữa nay đổi người giao mới rồi hả? Dạ, em mới đi lần đầu. Em xin lỗi nha. Có gì đâu em, hũ nào bể thì bỏ đi. Không sao đâu chị. Chị Thư đã trích bảo hiểm về chuyện rủi ro rồi, nên mình không phải bỏ tiền túi ra thường đâu. Chắc chị đi không nổi đâu. Em làm ơn gọi điện thoại báo cho Tú cử người đến giao giùm thùng này. Mới có vậy mà đã nản rồi, dũng cảm lên đi. Để chị pha cho em ly nước chanh uống cho tỉnh nha. Dạ thôi, cảm ơn chị, em không uống đâu. Dạ. Xin chào. Chào chị. Em. Cảm ơn. Cháu chưa hiểu tại sao một giải nhi đồng thì có thể tài trợ số tiền lớn như vậy, trong khi những giải quốc gia tầm cỡ lớn hơn nhiều
Sao Vina lại không tài trợ? Nguyên tắc lợi ích của tài trợ không nằm ở số tiền nhiều hay ít, cũng không phải ở nơi nhận tài trợ lớn hay nhỏ, mà là ấn tượng tuyên truyền và mức độ quan tâm của chính quyền. Ở các giải mà nhiều nhà tài trợ chen nhau, anh phải đổ bao nhiêu vô để người ta biết tới anh? Mặt khác, đây tuy chỉ là một giải di đồng, nhưng lễ khai mạc có đủ quan khách. Điều đó có nghĩa sẽ thu hút cả một lực lượng báo chí đưa tin. Cháu thử tính coi, để 100 tờ báo quảng cáo cùng lúc cho Savina thì mất bao nhiêu tiền? Đằng này chỉ bỏ ra 500 triệu mà được cả trái đất. Thưa, họ trao gì vậy? Có lẽ là thiệp cảm ơn. Đây là bà Đặng, phó tổng giám đốc khu chế xuất Tân Thành. Ban tổ chức giải xin cảm ơn sự có mặt của bà. Cảm ơn. Còn đây là cô Thư, phòng tiếp thị công ty Savina. Cảm ơn sự có mặt của chị. Dạ. Chào cô Tú. Anh muốn gì? Chúc mừng các cô em ăn nên làm ra. Tôi không quen biết anh. Điều quan trọng là chị Thư của cô biết tôi đã bảo kê cho các cô làm ăn trong thời gian qua. Không phải thời gian qua, mà chỉ đúng một lần, và chị Thư đã trả tiền sòng phẳng. Bây giờ các cô ăn nên làm ra, có một bạn khác tới trả giá để tôi làm ngơ chúng phá các cô, thì cô tính sao? Chuyện này anh cũng biết, tôi không quyết định được. Cô gọi ngay cho cô Thư đi. Tôi có máy của tôi. Kính thưa ông tổng giám đốc công ty Savina, nhà tài trợ chính cho vòng chung kết giải bóng đá di động toàn quốc. Kính thưa quý vị đại biểu, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ. Alo, em Tú này chị Thư. Xin chào, sáng nay chị Thuần có đi không? Chị ấy nhận hàng đi rồi. Vui vẻ không? Cũng có lúng túng đôi chút vì ngày đầu. Em đã cho Hường đi kèm với chị ấy. Nhưng em gọi cho chị về chuyện khác. Anh Thịnh Bò mà chị đã từng gặp, tới nói em hợp đồng để họ tiếp tục bảo lãnh. Em phải hỏi ý kiến chị. Em để chị nói chuyện với anh ta. Chị Thư muốn nói chuyện với anh. Alo. Xin chào người đẹp. Tôi hiểu anh muốn gì, nhưng tôi muốn có Sơn là trung gian. Cô không hơn nổi tôi đâu. Tôi giúp Sơn vì tình nghĩa, còn với cô là chuyện làm ăn. Nếu cô không thích thì từ chối cũng được mà. Anh nói đi, mỗi tháng bao nhiêu? 5. 5 triệu? Chúng tôi ăn cướp được của thiên hạ sao mà anh đòi chừng đó? 1 triệu. 3. Đúng 1. Đó là vì anh từng giúp chúng tôi lần trước. Nếu không, tôi nhờ người khác giải quyết với anh. Tôi bây giờ khác rồi. Tôi biết cô ngon rồi. Thôi được, ok, 1 triệu. Nhận trước 3 tháng. Anh đưa điện thoại cho cô Tú đi. Em Tú này chị Thư. Em đưa cho anh ta 3 triệu, rồi chị sẽ nói chuyện với em sau. Anh quý chị Thư của em nên mới nhân nhượng, cho người khác không dễ vậy đâu nghe. Chốt lẹ. Đứng lại. Nghiêm. Tất cả nghiêm. Nghiêm. Không được chút cận. Thịnh Bò, các anh đã bị bắt. Con Thư của mày giỏi lắm, tụi mày nhớ đó. Chào cháu. Chú Trịnh Đình. Đây là luật sư Trịnh Đình. Dạ. Người đã tư vấn về pháp luật bản luận văn tốt nghiệp của mình.
Còn đây là Khoa, bạn cùng khóa với cháu. Hai đứa tụi cháu cùng làm ở Savina. Cháu nghe tên chú lâu rồi, nhưng hôm nay mới hân hạnh được biết chú. Savina chọn người kỹ lắm, các cháu về được là giỏi đó. Hôm trước cháu có gặp anh Đạt, trợ lý của chú ở tòa lãnh sự Mỹ. Cậu ấy qua Mỹ tu nghiệp, mất cậu ấy chú có hơi hẳn đó. Nhưng quan điểm của chú, nếu có điều kiện cứ mở rộng cửa cho tuổi trẻ cất cánh. Ta vô đi. Chú Trọng, bỏ xe không lấy phiếu, không thèm cất chìa khóa nữa, có ngày mất đó. Cảm ơn chị, để em hơi xỉn. Ngày lương đầu tiên nên em mua thịt bò nhúng giấm về đãi anh đó. Ra đây anh coi coi. Em kéo váy lên coi. Để làm gì? Anh đã nói một cách, trong những đồng tiền em đem về anh cũng không ăn bám. Giờ em vẫn nấu với hàm ý gì khi những miếng thịt kia đẫm máu của em? Không, em hoàn toàn không có ý đó. Anh đã tới chỗ công ty thạch dừa của em làm ăn ra sao, và anh đã thấy em bị té. Hôm nay tiền bồi thường hàng hư còn chưa đủ, em lấy đâu ra tiền lương ngày đầu đãi anh? Thôi, anh đừng nói nữa. Hãy nghe anh, bỏ việc ô nhục đó đi. Càng nhục em càng không muốn bỏ, phải cắn răng nuốt để trừng phạt những ngày lơ là việc học. Em hối hận vì chúng ta đã yêu nhau à? Không, em chỉ hối hận vì quá mê muội trong tình yêu mà học hành không tới nơi tới chốn thôi. Chuyện hai đứa nó tới đâu rồi? Ở công ty tụi nó vẫn thường gặp nhau, nhưng không rõ là tới đâu. Con Thư thì tỉnh quá, còn thằng Khoa thì gà mờ. Hôm nay ở khách sạn Bảo Lâm, em thấy nó có vẻ khác thường khi nhận phong bì 200 đô. Nó linh hoạt ở thương trường, nhưng vẫn ảnh hưởng tính sĩ diện lỗi thời thăm căn của ông bà già nó. Lần sau những vụ như vậy, không để nó đi. Chút nữa nó tới, bà nhắc khéo nó những chuyện đó. Ừ. Con Thư đâu? Con cố mời nhưng cổ dứt khoát không đi. Chơi thân với nhau từ hồi lớp 10 tới giờ mà mời bạn đi ăn tối cũng không biết cách mời. Má không hiểu nổi con nữa. Cậu nói đi làm suốt ngày, tối đến không về ăn cơm với ba má, thấy áy náy. Con còn biết nói gì hơn? Không sao, bữa khác chính ba sẽ mời nó tới nhà. Em đi đâu vậy? Chị làm em giật mình à. Em đi học Anh Văn. Thu, đi với John hả? Đi chơi với họ, học tiếng tốt hơn ở lớp. Chị không can thiệp vào tự do của em, nhưng chị cảnh cáo em về tội nói dối. Đầu đuôi có sao, em khai đúng như vậy? Có đúng, trước đó cô chưa hề biết mặt Thịnh Bò. Dạ, hôm đó là lần đầu tiên em thấy anh ta. Vậy tại sao lại chịu vô quán và chịu đưa tiền cho hắn 3 triệu? Em không biết mặt, nhưng biết Thịnh Bò đã có lần tiếp xúc với chị Thư. Khi em gọi điện cho chị Thư nói đòi hỏi của anh ta, chị Thư nói cứ đưa cho hắn 3 triệu rồi tính sao. Em nghĩ đây là cách bất khả kháng chị Thư phải theo để tạm chế ngự việc gây sự tức thời của anh ta. Cô đọc lại, thấy đúng thì ký vô đây rồi về.
Em cảm ơn và rất mong anh thông cảm. Nhớ khi nào cần chúng tôi có giấy báo cô phải tới ngay đó. Dạ, chào hai anh. Chị Thư, gặp rắc rối rồi. Chuyện gì vậy? Em vừa trao cho Thịnh Bò 3 triệu ở quán thì công an ập vô bắt liền. Em cũng bị đưa về cơ quan điều tra luôn, giờ mới được thả về. Nhưng mắc về chuyện gì? Em cũng không biết. Phần em, họ hỏi quan hệ sao với băng Thịnh Bò. Việc đưa cho anh ta 3 triệu là gì? Em nói là tiền bị anh ta ép trả bảo kê. Nhưng em nói là làm theo lời chị qua điện thoại. Không biết có sao không? Rắc rối quá. Rồi sao nữa? Họ ghi biên bản, kêu em kiếp vô rồi cho về. Thôi, hãy biết vậy đã. Mình bị nó tống tiền rõ ràng. Không việc gì phải sợ hết. Sao không ra ăn cho xong bữa đi? Dạ. Lại có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu má. Cướp! Cướp tôi! Anh! Đừng mà! Em buông ra đi! Đằng kia có chuyện gì mà đông vậy chị? Quay phim, nhưng có Kiều Vi đóng với kép mới, hay lắm. Mình ra coi đi, thằng Sơn bạn tôi đang đóng phim ngoài này. Vậy nếu có nó, tụi đi nhậu cho vui. Hay lắm. Mấy hôm nay mình cũng đang để ý kiếm Tri. Đêm nay quay suốt hay nghỉ? Bây giờ thì nghỉ rồi. Nương có đi cùng Tri không? Sao ông hỏi thiếu thiện chí vậy? Đây là anh Thế, giám đốc công ty Rạng Đông. Mình đang lắp đặt mạng máy vi tính cho anh. Bây giờ ông về tắm, rồi qua khách sạn Lily nữa mình ở. Nhậu với mình và anh Thế cho vui nha. Rất hân hạnh được quen anh. Chúng tôi sẽ chờ nha. Rất cảm ơn, nhất định tôi sẽ qua. Alo. Sơn hả? Ừ, anh đây. Sao em gọi điện liên tục cả tuần nay không được? À, tuần qua quay ngoài cảnh trên biển. Toàn ngoài vùng phủ sóng. Vì gì thành phố Nha Trang chiều nay? Có chuyện gì vậy? Đám Thịnh Bò bị bắt đúng lúc tôi giao tiền bảo kê ngoài quán. Trời! Anh đã dặn quen với tụi nó. Từ đó tránh tiếp xúc trực tiếp rồi mà. Thịnh Bò chủ động tới gặp, làm sao tôi tránh được? Anh về ngay được không? Vậy phải mất ít nhất 3 ngày, trong khi kế hoạch quay của đoàn rất sát. Nếu bận quá thì thôi vậy. Để anh gặp đạo diễn rồi báo em ngay tối nay. Nhưng chính xác, em biết tụi Thịnh Bò bị bắt vì chuyện gì chưa? Anh chưa đọc báo công an hả? 3 vụ xã hội đen thanh toán nhau ở cấp vũ trường mà báo chí đã đưa tin trong thời gian qua đều có băng Thịnh Bò nhúng tay. Vậy thì chuyện của em cũng không sao đâu. Anh sẽ gặp đạo diễn ngay bây giờ. Tùy tiện, hết sức tùy tiện. Mình đã dặn tỷ lần rồi, sao nương vẫn tùy tiện vậy? Tri cho mình toàn quyền giải quyết rồi mà. Toàn quyền không có nghĩa là công ty này không có mình. Phải hủy hợp đồng ngay tức khắc. Đây là lệnh của mình. Hủy hợp đồng thì bồi thường gấp 3. Tri chấp nhận thì mình hủy. Mình muốn đuổi nương quá rồi đó. Thằng Tri hả? Dạ, Tri nói đuổi là mình nghỉ ngay à. Nương đang ở nhà hay ở cửa hàng vậy?
Em từng đóng trên 30 phim, chưa có đạo diễn nào bắt em thuộc lời thoại kịch bản hết. Chỉ cần một người nhắc thoại, chứ việc gì phải thuộc. Không thuộc thoại mà diễn. Cô là con vẹt hay là diễn viên? Nếu ngày mai tiếp tục không thuộc thoại, tôi sẽ cắt hợp đồng và mời người khác. Mời vào. Xin lỗi. Có chuyện gì mà hớt hải quá vậy? Ở nhà dì báo có chuyện đột xuất. Anh cho tôi nghỉ 3 ngày được không? Cậu có điên không vậy? Kế hoạch quay làm sao cậu biết cả rồi. Cậu nghỉ 3 ngày, đoàn làm phim nghỉ chơi 3 ngày. Chờ cậu à? Nhưng đúng là có việc rất cần tôi về. Mình tin cậu. Nhưng nếu như đoàn biết trước kế hoạch quay thì không sao. Còn đột xuất như vậy, cậu phải thông cảm. Xin lỗi. Còn cô thì sao? Không về tranh thủ học thoại đi. Ngồi đó làm gì? Gì nữa đây? Thằng Sơn. Ừ. Còn mày đặt nhá máy nữa. Ừ. Ngoài dùng phủ sóng hoặc là tắt máy. Thôi kệ, mình cứ lê ra đi. Ừ. Vô. Đi thôi. Gọi lộn số. Mẹ Nam, Phương, Toàn, của Hải, mẹ Anh Trí, Thuân, chị Thuân ơi. Chị đây. Có cần Hường đi cùng với chị không? Chị đi một mình được rồi. Nè anh ơi, anh cần làm việc gì? Tôi giới thiệu cho anh. Anh biết nơi nào cần luật sư không? Có chứ. Thiếu gì, làm tư vấn cho công ty nước ngoài cũng có. Anh là luật sư mới ra trường phải không? Nếu ở bảng không có nơi nào vừa ý thì chúng tôi sẽ giới thiệu anh một nơi hết sảy. Chỉ xin anh 1 tháng lương đầu tiên mà thôi. Để tôi đọc bảng trong kia đã. Làm gì có nơi nào cần luật sư? Chú thấy ai dắt chiếc xe mô tô của cháu vừa dừng ở đây không chú? Tôi thấy một thằng nổ máy bóp càng đàng hoàng. Tôi tưởng xe của nó. Vậy là chết tôi rồi. Đồn quan ở đâu hả chú? Kìa kìa. Dừng lại. Anh Vũ. Anh Vũ. Cắt. Chú ý vô. Vừa cười vừa lao lại ôm chặt vô rồi hôn. Dạ. Ma bắt hồn cậu hay sao? Chỉ như robot. Anh cho tôi làm lại. Được. Giật lại đi. Dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Anh Vũ. Cắt. Cậu nghĩ đi. Từ hôm nay cho đến sáng mai, nếu cậu không tập trung tư tưởng được, buộc lòng tôi phải kiếm giải pháp khác. Chọn cảnh không có vụ quay tiếp.
Sơn đây, tình hình có gì mới không em? Chưa thấy gì. Em thông cảm, đạo diễn Lê Minh nhất định không cho anh về. Anh cũng không thể trách anh được, chỉ vắng anh một ngày là lỡ kế hoạch của đoàn phim. Có ai trách đâu. Nhưng anh không an tâm chút nào. Tới hôm nay không có chuyện gì, chắc không sao đâu. Đừng băn khoăn làm gì cho mệt. Thông cảm, đang rất bận. Tạm biệt. Em giận hay sao mà nói. Chú Trọng, vô làm một xị rồi lên chú Trọng. Hôm nay ốc ngon lắm, chú vô làm một xị rồi mua một ít lên nhà cho cổ với. Cảm ơn chị, để khi khác. Anh Trương, cơm em đã nấu xong. Ráng chờ anh nhưng không biết lúc nào anh về. Em đành đi học. Anh về, nếu đói cứ ăn trước. Thích cho có đôi như hồi nào thì chịu khó chờ. Chính sử em về. Rất thương em. Alo. Tuệ hả? Anh Trọng đây. Làm ơn cho anh gặp anh Tri. Anh Tri đang ở Nha Trang. Anh có số máy di động của ảnh chưa? Có rồi. Thôi, cảm ơn em. Anh Trọng kiếm anh Tri. Em hỏi có cần nói chuyện với chị không? Ảnh nói thôi. Ảnh đang giận chị. Để chị Thường đi bỏ mối thịt dừa. Em thấy làm sao á? Tại sao chị không bàn với anh Tri, đưa chị Thường về đây phụ bán hàng? Em tưởng chị không động lòng hay sao? Nhưng người động lòng nhiều nhất phải là Trọng. Thì suốt ngày anh ta lại bất mãn, rồi lấy cớ đó nhậu nhẹt bê tha. Đưa Thuận về đây cứ tạm coi là một giải pháp, nhưng không thay đổi được Trọng. Nên khi anh Tri đề xuất, chị đã không tán thành. Bây giờ công ty mình thoáng rồi, thêm chị Thuận không hao gì, đỡ được người nào bớt khổ người đó. Trong chuyện này, chị Thư là người cứng rắn nhất. Nhưng chị thấy chị Thư rất đúng khi nói, vấn đề ở đây là Trọng và Thuần phải trở thành hai trí thức như mục đích phấn đấu, chứ không phải hai người giác cần câu cơm. Nhưng người trí thức cũng cần miếng cơm chứ. Người trí thức ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Thưa ông, vừa qua dư luận báo chí có đề cập nhiều đến hiệu quả liên doanh giữa các doanh nghiệp trong nước với các công ty nước ngoài. Rút ra một kết luận, liên doanh với các công ty càng lớn, khả năng lỗ càng lớn. Ông có thấy điều này có vẻ ngược lại với chỉ số sản phẩm tiêu thụ ngày một cao của các công ty trên thị trường? Cụ thể, sản phẩm của Savina hiện nay với chỉ số tiêu thụ gấp 15 lần năm đầu liên doanh. Tôi xin nói gọn, nếu lấy thực tế kinh doanh trong phạm vi Việt Nam hay bất kỳ nước nào trong giai đoạn đầu đều sẽ lỗ hết. Bởi sản phẩm tiêu thụ lớn bao nhiêu cũng không bù lại được với kinh phí đầu tư khổng lồ lúc ban đầu. Nhưng Savina là công ty siêu quốc gia, mọi hoạch định lời lãi đều tính trên toàn cầu và tính theo chiến lược hàng chục năm hoặc dài hơn. Vì vậy, chúng tôi rất tin tưởng ở thắng lợi trong việc đầu tư ở Việt Nam. Và xin quý vị lưu ý, chúng tôi chỉ thật sự quan mang khi chỉ một ngày người tiêu dùng bị thiệt thòi, mất lòng tin ở Savina. Song điều đó rõ ràng đã không xảy ra. Tài Trần rất khôn ngoan. Anh cũng có dạy hơn đâu. Việc quảng cáo tiếp thị rầm rộ cũng như chất lượng hàng hóa vừa tốt, vừa thích hợp thị hiếu và vừa túi tiền đã khiến người tiêu dùng Việt Nam càng ngày càng gần gũi và tín nhiệm Savina. Nhưng trong tương lai Savina sẽ Việt Nam hóa hay Mỹ hóa? Xin mời Tổng Giám đốc. Câu hỏi nặng đó. Chị ấy là học trò của ba mà. Học trò giỏi. Khi hai bên thảo luận về vấn đề liên doanh, riêng cái tên
Chúng tôi đã tranh cãi mất 3 ngày. Chữ Vina là Việt Nam, nên ngay từ khi thành lập, Savina đã Việt Nam quá. Không những chỉ kế tên, trong quá trình hợp tác liên doanh, vấn đề Việt Nam quá thị hiếu thị trường luôn được bạn tôn trọng. Mà chữ tín là chìa khóa để dẫn đến thành công trong thương mại. Dạ cảm ơn. Vậy ông có thể nói rõ hơn quá trình để đi đến thống nhất cái tên Savina không? Nói vậy mà cũng nói được. Alo, Trọng đây. Chuyện gì vậy? Vừa qua Trọng trách tụi mình là sai hoàn toàn. Mình biết, mình xin lỗi. Mình đang có việc rất cần gặp Khoa. Giờ mình tới nhà gặp Khoa được không? Vừa trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài và ác liệt vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bây giờ trễ rồi, sáng mai Trọng đến công ty mình đi. Cũng được. Má, hồi trước nửa đêm ới một tiếng đi uống cà phê cũng ok liền. Đi học có đúng học hay có thằng nào? Xe ôm. Đi đâu anh? Cho tôi tới trung tâm ngoại ngữ đại học sư phạm. Lên đi. Ba con đi làm. Du nhận hồ sơ từ công ty Thái Long. Trong việc cải tạo mặt tiền và nội thất, con nên thận trọng. Hôm qua chị gọi điện về đồng ý rồi mà. Ba không muốn can thiệp vào việc của con, nhưng con cần lưu ý. Mặc dù thời gian qua con thường làm đúng, và Tri chịu nhường nhịn con vì nó là đứa có lòng tốt, quý bạn là chính, chứ hiệu quả công việc là phụ thôi. Nếu con nghĩ nó chịu con vì con đúng thì nhất định sẽ có lúc con sai mà con không biết, rồi già néo, đứt dây, mất hết tình bạn bè. Vậy theo ba, con nên làm sao? Từ chối sự hỗ trợ của Thái à? Ba nghĩ, trong mấy đứa các con Thư là đứa hiểu biết và nhạy cảm trong chuyện này. Nó cũng đã có chút kinh nghiệm làm việc với công ty nước ngoài. Con thử hỏi ý kiến nó coi. Con nghe lời ba. Con không đi xe máy à? Anh Thái cũng tới công ty con sáng nay, nên con đi cùng xe hơi. Nó đi đâu cũng kè kè trong xe hơi với thằng Thái, sao không nói? Nó nói tiện đường cùng tới công ty thì tôi còn nói cái gì? Con thì nhẹ dạ, cha thì không nghiêm. Bài học Mỹ Châu Trọng Thủy còn sờ sờ đó đó. Thử hỏi tôi với ông còn sống được bao lâu nữa? Nhà này lúc đó sẽ rơi vào tay ai? Tôi biết tin con nương, không dạy lần thứ hai đâu. Đây là bản sự cuối cùng theo góp ý của cô và anh Chi vừa phát từ xin qua. Ba tôi nói cô và anh Chi rất giỏi. Có thể tôi phải hỏi thêm ý kiến của một người nữa. Không sao, có điều gì còn ái lấy, cô cứ tham khảo ý kiến. Sự nhất trí càng cao thì sự tin cậy trong hợp tác càng bền. Alo, Thư hả? Đang ở đâu vậy? Đang trên đường đi làm. Thư ghé ngay Kỷ Nguyên được không? Có việc gấp cần Thư sáng nay. Nương đang lên làm ra mà.
đừng rắc rối. Có cần mình mới gọi. Chờ đó. Bình minh.